Tính đến thời điểm này, đã có gần 1.000 km bờ biển của Mexico bị ảnh hưởng nặng nề từ tàu biển, bao gồm các điểm đến nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum. Đây được cho là tảo mơ, một loại tảo nâu đang bao phủ các bờ biển, biến nước biển thành màu nâu đục và khi phân hủy thì bốc lên một mùi hôi thối khó chịu như mùi trứng thối. Chúng tôi muốn ra biển bơi nhưng không thể vì nước biển bẩn và có mùi rất tệ. Tuy nhiên mọi người đang cố gắng làm sạch bãi biển này. Những bụi tảo này mỗi năm lại một khác và ngày càng có nhiều tảo trôi vào bờ. Tất cả mọi người đều đang cùng chung tay để dọn sạch các bãi biển. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đã khiến số lượng tàu biển ngày càng phát triển mạnh trong những năm gần đây, che phủ nhiều bãi biển nổi tiếng, ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch tại quốc gia này. Sự phát triển của tảo mơ không chỉ khiến du khách xa lánh, mà chúng còn tác động nguy hại tới các dạng san hô, cũng như cản trở quá trình làm tổ của loài rùa biển. Trước đó, vào năm 2014, bờ biển phía đông Florida của Mỹ cũng đã trở thành nạn nhân của tảo biển, gây thiệt hại không nhỏ cho môi trường sinh thái cũng như ngành du lịch nước này.